tôm mẹ già không bà cóc. Ừ, nó về luôn, đóng gông, đóng điêu à. Ai đem vịnh nó cho để gãy cái càng. Bà nào? Dạ rồi. Ủa dồi, càng tôm. Càng đỏ không? Càng đỏ không? Dạ. À, cái phần phía dưới nó màu đỏ thôi nha. Còn nếu mà càng xanh thì nguyên cái càng nó xanh hết. Ừ. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Hiện tại Tùng đang ở dưới bè cá của anh hai cả nhà. Phía bên đây là cái dèo mình nuôi cá hay vàng. Còn bên đây là xuồng lưới. Anh em mình hôm nay thả một tay lưới neo. Trên xuồng được hai tay lận. Nhưng mà mình thả một tay, tại hôm nay không có thuận nước cả nhà. Không có được thuận lợi cho mấy nên anh em mình bổ gán, bổ con tay. Còn tay trên xuồng. Anh chị hai mình ở trong nhà. Ô, oh, có trái chuối. Ô, oh, kìa, hên quá vậy. Rồi, tụi mày cả nhà ăn chuối nha. Có trái chuối chín nè. Rồi, có một tay là khó gỡ quá ta. À, rồi, dưới này còn một nạ, một bùn. Hai ba nải luôn. Trời ơi, dự trữ lương thực dữ rồi. Nhìn trái chuối này muốn hết thèm luôn à. Thôi, Tùng xin mời cả nhà ăn lấy thảo với Tùng nha. Chuẩn bị đi kéo lưới, mình ăn vô mình lấy sức để mình la lên cả nhà. Có cá mình la rồi. Chú câu chua. Ngọt quá cả nhà. Chua chua ngọt ngọt, ngon. Chua chín là ngon. Đây là cái xuồng lưới của anh em mình. Hôm nay anh em mình có trang bị thêm một cái đèn năng lượng mặt trời đó nha, để ban đêm á. Khi mình gọi xuống đây nè, chị hai đứng đây, anh hai đứng đây, thì mình kéo lưới á, mình cho nó có đủ ánh sáng á, mình dễ làm việc hơn cả nhà ơi. Trời ơi, quay không kịp. Cây đập trái. Cây đập trái quyền thoại không? Ừ, bự trời bá nạn à. Trời bá nạn luôn. Chị hai đang pha cà phê cả nhà. Mới vừa đập đá xong. Đây là cây dụng cụ đập tức đá của chị hai mình nè. Đó. Trời ơi, chị hai đập mà Tùng quay không kịp. Tức dễ sợ, vừa quay qua đập xong rồi. Đập xong bọc nước đá sủi cái tay luôn. Đang chuẩn bị đi cuốn lưới nhưng mà chưa tới nước nha. Đợi chút xíu nữa. Anh em mình đi uống cà phê, kêu vào chủ quán làm hai ly cà phê cho hai anh em. Bà chủ quán xách cây cày đài đập nước đá ra người ta đi. Ê, làm bán ly cà phê cho sữa cho bà chủ quán nữa đi. Uống rượu. À, anh hai thử đèn nè, đâu, đâu. Rồi, sáng à, ok, ok. Thấy em nữa không nè? Thấy. Em cà bá rồi, không nói gì đâu. Cà bá, thấy. Được rồi, anh em mình mời cả nhà ly cà phê uống cho mát nha. Xích lên đây nè, mày mất tiêu rồi đó. Ờ, có dừa mà chứ hai không chặt dừa cho uống đâu. Không, mời đi, mời giấc chưa đợt đi. Mời giấc chưa đi, mời buổi giấc chưa rồi mới chặt dừa uống. Rồi rồi. Chị hai, cà phê vẫn còn động chứ. Em mà chế nước lạnh. Chị hai cà phê giảo rồi. Cà phê này của anh Tâm gửi vô. Hai thứ. Nói với thầy. Nó không thơm. Tôi mà thơm quá vậy. Ờ, tại mọi người xài ve cho nó thơm. Ờ, thơm. Ngon. Quá trời thơm à. Hấp dẫn quá ta. Ngon. Vị hơi. Hở hoài, cái người uống mà hở hoài. Ngon. Nhưng mà vẫn còn đậm, đậm thôi. Đậm phải không? Cái phải dẻo không ta? Phải dẻo đó. Này chừng 15-20 phút nữa cũng không hay. Rồi đó, nửa tiếng. Bữa nay anh em mình bổ gán cả nhà. Trên xuồng được hai tay lưới nhưng mà anh em mình bổ con tay à. Không có thuận nước cho mấy á. Bữa nào mà nước dai á thì mình thời gian kéo dài á thì anh em mình sẽ bổ được hai tay. Còn bữa nay nước mình sợ nhiều khi nước lẹ quá. Với lại ngoài thì sông nó còn chảy mạnh quá. Không có bổ được nhiều. Đợi chút đi. Lên đèn, lên đèn. Tới giờ đi, tới giờ đi cuốn lưới cả nhà. Để cái tre này cho tôi nha. Cứu cư à. Tụi mời cả nhà đi bắt cá với anh em mình nha. Mở dây, mở dây. Nước đó là cái sập mũi á. Khoan để dạ. Để đây bước xuống cái mũi nè. Tao tát nước xuồng cái. Bước lại cái mũi nè. Ai? Tao mày đứng đằng đây nè. Tao tát nước xuồng cái. Khoan từ từ. Ủa vậy? Khoan nghe để tao dở dán rồi. Rồi rồi. Nước cho nó dọn nữa. Mưa quá mưa mà. À, mưa không tát. Không không. Em với anh không đủ thì kêu chị hai nữa.
Dạ hai bà lại bà đứng tiếp nha. Đứng cái nữa là nó mới đủ sức nặng. Đứng cái nữa là nước nó gần đây hết trơn luôn đó. Hai của hai người đó. Trời ơi. Lúng mũi sụn. Không có chị hai là không làm ăn gì được hết trơn. Không ngày mưa quá đó. Đã nói xuồng trôi tới luôn mà tài xế chạy là phải tới. Tài xế chạy ăn còn không ăn thì mình ăn mà tài nhất là mua cá bự gì cho dính cá bự nè, mua bộ tay nè, mua tay mới nữa. Dính cá bự nè mày đừng lo, ngồi tới đâu dính cá bự. Chèo con chiếc. Trời ơi. Há quá hèm dữ rồi. Chỗ gắt chứ không? Gắt. Tôi cũng không gắt. Ồ, ổ này dính bận. Bận. Bữa nay anh hai bổ hình thức gì nha? Mà chị M là may mắn ha. May mắn. Hôm nay mấy anh em mình không có bủa thẳng một đường nha, mà là rít rắc vậy nè, kiểu chữ M vậy đó. Đi ra đi vô, đi ra đi vô. Mình sử dụng tôn tử binh pháp ra nha. Điều binh khiển tướng à. À quên nữa anh hai là khiển tướng cờ tướng của xã mình mà. Rồi bữa nay bọc dính gì phao không luôn nè. Chị hai có thơ khỏe hơn đó chị hai. Hơn thông thường thì bọc nó hay dính gì chì hơn cái nè. À, dính cái viền của chỗ chị hai chú mướn nè, chị hai cũng dính bọc nhiều hơn. Hỏi thấy chưa, em nói bữa nay là dính đắng nhiều chị ta. Cái nước nó chảy mạnh hay sao mà nó lực lên ta hả? Chưa con gì mà giống chưa. Hôm nay anh em mình bủa địa điểm này cũng là một trong những địa điểm mới đây nha. Anh em mình cũng ít bủa đây lắm. Năm bủa chừng một hai lần dữ lắm. Đi coi điểm mới này đi, kết quả sao đây. Nãy giờ chưa có gì hết trơn. Thôi rồi quá. Con tôm hay gì kìa, tôm càng kìa. Đó, em thấy cái càng nó lên. Tôm cũng không bự cũng được. Rồi con tôm đầu tiên đó nha. Bọc quá tiền bọc. Nó giờ bọc không? Tôm bỏ cái đục tọt đó. Tôm nhỏ. Nè để vô cái đồ đắt nước nè. Nhảy. Nè. Nhảy. Em hớt vô liền chứ để nó bay ra xong sao. Lấy cái bọc rồi để vô. Để dương gì cái này nó không thấy được. Càng quá đi. À dính được con tôm đó nha. Ê, lấy cái cây này dằn lên đây rồi, hết nhảy gì đó. Mong mà cậu độ anh em con ơi. Chính cá có tiền mà cậu ơi. Mời mua bao tay mới chị hai nè. Rồi anh hai mua dầu nữa, hồi nãy lại tiệm cái máy làm sao, thùng dầu rồi, nhẹ hiệu rồi. Có mông gà. Mông gà 30kg. Về ướp chiên. Đây là con cá mồng gà nè cả nhà. Con này cũng thuộc hàng bự bự của loài cá này rồi đó. Nó đặc điểm nó có cái đuôi nó ghen như cái móng con gà. Để chung nó dương tôm đi. Cái gì nên tim ý rồi. Cái học trò quá. Có tim mà tim nhỏ nhỏ kìa, không biết gì đây.
cá gì, cá gì, cá gì. Tiếp tục cho thiệt. Cho hả? Kìa, cuối cùng anh hai nhìn tim đúng rồi. Tim con cá học trò. Rồi. Đó, còn đây là con cá học trò. Trò cái đuôi của nó vậy nè, ngắn nhưng mà nó có màu đỏ. Tim gì nữa, chắc học trò nữa quá. Kìa, học trò nữa cái đó chị. Trời ơi, tim giống hệt hồi nãy luôn đó. Trời, cái này học trò nữa. Cốc, 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 cốc. Cốc hả? Gì đỡ? Cốc. Dính được con cá cốc nha ngài. Đỡ thôi. Cá cốc với học trò nó rất là giống nhau quá nha. Nhưng mà cái giá trị á, thì nó con cá cốc nó nhiều tiền hơn. Nó gấp 4-5 lần con cá học trò đó. Đâu rồi, đâu rồi. Khùng quá. Nó không biết thế nào mình cũng bắt nó nên lên. Nó bơi trên này mà. Đây là con cá học, con cá cốc cái này của mình. À, tính nói lộn nha học trò. Đây là con cá cốc nha cả nhà. Cá cốc cả nhà coi cái đuôi của nó không có đỏ như con cá học trò. Cá này thì tầm khoảng 120kg, 120, 130, 150 tùy theo con lớn nhỏ. Con này chắc chừng 100.000. 100.000. Trời ơi. Học trò hả, không về nhà này, đi lang bang đi bắt hoài ta. Con này có sống hay gì nữa còn kêu không? Không. Ít rồi, giục. À nó bơi luôn rồi. Nó giục tay nó bơi luôn. À. Ê cái lỗ bận quá vậy hai ơi. Thầy ơi. Cái lỗ bận. Lấy cái bọc cái lông nhắc lại. Cái màn ơi cái lỗ chưa. Nè nè nè. Thầy trời ơi nhờ em kéo lên em coi con cá học trò em mới thấy cái lỗ đó. Cái lỗ sao nó sửa gọi rồi. Cái bọc nhắc lại. Ôi ơi cái nhà coi nè. Cái lỗ nè 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 nó chui ra luôn rồi nè. Rồi đem kéo nó lại. Cái bọc này không vừa. Quấn rồi bự vô. Đây vừa thôi, để cho nó bung ra được rồi. Chị quấn đi cho ta ăn. Rồi chị bóp mạnh lại cái chị. Thôi đừng bóp thì vừa, để gì vừa thôi, nhét cho nó bung ra vừa. Trời ơi ta. Rồi, cắt nha. Rồi. Hên. Trò đấy cái gì sao tim nó kìa. Cốc 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 không phải học trò. Ôi cốc. Con nó bự hơn. Ôi đỡ rồi, đỡ rồi, đỡ rồi. Trời ơi nãy giờ thấy cái học trò mình cũng đang lo lắng. Con đó nữa là được hai con cá cốc rồi cả nhà. Ừ có lý nha. Và con tim đã vui trở lại. Cái con đó em thấy làm như nó cái bụng như cái mỏ nó vàng hơn cái con mà dính đầu tiên, con cá cốc á. Con cá cốc đầu tiên nó nhỏ, làm như nó nhỏ nó chưa có vàng. Những con cá cốc á, cá con nó vàng nính ở nhà đẹp lắm. Cá học trò vậy, học trò mà mấy con mà nó bự bự á, con nào mà nó bự ha, nó lớn ngon á, nó già đó là nó vàng đẹp. Rồi, được thêm một con cá cốc nữa. Đây là con cá cốc mới dính nè cả nè. Con bên kia là con sấu ra. Cá sấu nữa ha. Kéo lên luôn rồi. Được con cá sấu nè. Tính tính coi cái ức con cá cốc nó vàng vàng. Rồi mình được con cá sấu nữa cả nhà ơi. Cá học trò tiếp. Dính ly chi rồi. Trời ơi học trò ta càng ngày càng bự, dính con ngày càng nhỏ anh. Thấy luôn ha. Đúng rồi. Mình còn học trò nhỏ nữa nè. Con này chừng 100g gì. Trời ơi học trò nó yếu rồi, cái nó lội là lủi lủi lủi. À quên. Mình cho cả nhà coi cái phần vàng. Con cá cốc nó càng lớn nữa nè, nó có màu vàng chỗ này đẹp lắm. Cái bụng như nó cũng vàng, nó kêu nữa. Trời ơi. Ê con gì nữa kìa. Trời ơi con nữa. Yeah. Nãy giờ số lượng là cũng dữ lắm rồi đó nha chị hai. Dạ con. Ơi học trò này, trò này còn bơi vậy.
mà nó quẹo bên rồi nó không vòng mà sao không bơi vậy? Lưới. À. Nằm trong lưới. Xin để lên trên. Rồi, gom mùng gà về cũng được bữa cơm nha chị Hai. Con gì đây? Con gì sĩ lứ? Con gì sĩ lứ? Cóc không? Cóc không? Cóc không? Cóc hay sủ? Cóc sủ? Cóc sủ? Rồi, không thấy con gì hết, dính nó chì. Dính chì. Do lưới rách á cả nhà nên nhiều khi sĩ lứ không còn chính xác như lưới mình lúc mới nữa, lúc nguyên á. Nó rách cái nó xỉa, nó dính chì, dính ngay lùm nha. Dây giật kia lộn xộn nên dễ bị lầm lắm. Còn gà học trò luôn, hai con lên được. Mình gà học trò luôn ha. Thôi thôi, nãy giờ gom học trò là con gà nhiều lắm nha. Quá này. Chờ anh bữa cá chó như này con trò hả? Làm như đây có bày học trò nha. Ừ. Cho anh bày chú. Điểm này điểm các học trò. Đó con gì kia. Trò nữa chứ gì. Về phải rồi chị ơi, chắc rồi đó. Đây là có nguyên lớp luôn hay gì chị hai. Ở bữa nay tài lưới này dính cá dữ chứ. Quá trời con luôn. Trời ơi tim kìa. Cóc này học trò. Tim nó chỉ có cóc với học trò. Tim bự quá. Tim này chắc cá cóc quá anh ơi. Tim tròn vo bự lắm. Trời ơi, một mùi lọt nữa rồi. Cái nhà đợi đi, trời ơi, gỡ đóng bọc này mình mới kéo lưới mình bắt con cá đó. Thấy cái tim đó. Tim con gì cũng tiêu à. Ừ, cái tim nhiều lắm mà sao kỳ á. Nguyên nồi bọc đó. Bọc đó, tốt dưới người này nó lên cây rồi mà còn. Có sủ mình coi được nữa nha. Đâu có nhiều đâu mà lựa chọn à. Ừ, nhiều con nữa con được cũng không con không lấy gì con được. Kiếm con được được đi. Mà bây giờ con cá sủ cỡ nào nè anh mới nói được được nè. 10 ký mới được ha. Ký 10 ký gì đó cũng được rồi. Đứng đâu đòi tới 10 ký mới được chứ. Tới xin rồi tới xin bự bự luôn đi. Ừ. Em nãy chị thấy em xin cá cho bằng phải 15 ký. Nó không bằng nhau nó nhả trái nữa. Đi mất tiêu rồi. Cũng là quá chị. Tôm càng. Ai ai con tôm gì ai? Này này cuối cùng này mấy con tôm này mới có giá trị nè. Tôm cuối cùng. Con tôm này mới coi được nè anh hai. Ừ. Hút bù giờ. Thành lưới luôn hả? Còn đâu nữa. Trời ơi. Nó đâu hút bù giờ rồi. Rồi dính con tôm cứ hết lưới luôn rồi cả nhà. Tôm này tôm. Tôm cụ nắm kéo cục đá lên đi gỡ. Tôm này tôm cụ á. Nắm thằng kia đó đó. Để em nắm thằng đó. Ờ bỏ nó hết rồi. Ê, dạ, đào, tài đào quá cho hai hạt kéo đi. Không nổi rồi. Đó, sức nặng như đó mà giờ em kéo không nổi. Ngồi lên cục đá neo anh hai quấn dây đầu phao quá nha. Chị hai còn phải gỡ con tôm mới về được. Gỡ con tôm mới cho nghỉ. Càng lửa. Trời ơi, tâm nhất. Ủa càng lửa mà bự vậy? Càng mà nếu mà con này càng lửa chắc con này cũng là thuộc hàng bự nhất của cái loại càng lửa nè. Không lớn lắm phải không, cái càng lửa nó nhỏ lớn hơn càng, cũng lớn càng xanh mà cũng lớn như chà bá tôm mẹ già mà cóc. Ừ, nó về luôn đóng gông muốn riêu à, đem dịnh nó cho để cái càng bên dạ rồi. Ủa dồi ôi càng tôm thấy không càng đỏ không dạ. À, cái phần phía dưới nó màu đỏ nha,
Còn nếu mà càng xanh thì nguyên cái càng nó xanh hết. Ừ. Rồi rồi, cuối lưới anh em mình được con tôm bự. Không được, cho vô đục đi. Dạ rồi, giờ anh em mình chạy về cái nè. Tùm lum cá hết. Ừ, mà không có con gì có tiện chứ á. Có. Vậy rồi, ba ngón tay. Rồi, rồi chị hai mình giá lại cái gọng lưới rồi cái mình bắt cá ra cả nhà. Nay chắc mình bắt được hai con cá cóc với lại hai con tôm bỏ vô cái này thôi. Còn mấy con cá học trò nó chết hết rồi cả nhà. Nó mau chết lắm. Với lại mấy cái loại này thì mình lên mình làm chả nên mà cũng không cần nó sống nữa. Chứ cứ con cá cóc mình phải giữ cho nó mạnh. Con cóc mà lỡ cái chết mất giá trị lắm, bán cũng khó nữa. Ồ, nay bổ đường lưới dính dưới dằn thì chứ. Đếm chắc mười mấy con, mấy gần 20 con. Trên cái chó xuống đây bắt học trò. Vậy là bữa nay mình phát hiện ra một cái bầy cá học trò đây. Chân chân kệ nó đi, cá bự không có cá nhỏ đâu, bỏ ra đi. Còn gì nhỏ đâu. Được rồi. Để cái gọng lưới xuống em mình bắt cá cả nhà. Ơi, bắt cá nha ơi. Bắt cá, cá đâu? Sao có đụng thấy cá gì kêu bắt trời. Nè, cá được chưa? Rồi. Cóc. Hai con cóc. Với con tôm á. Hai con tôm. Con tôm nhỏ nó bự. Tôm nhỏ chứ quẹo. Tôm bự. Rồi rồi. Tôm nhỏ bỏ dữ thừa rồi không biết cóc không. Nè, chơi chơi. Chắc chết quá. Chắc nãy giờ rồi. Sống. Sống. Sống không? Sống. Sống nha nè. Sống rồi chứ ha. Kìa nó ngon nghe. Sống rồi đừng có rộng không biết cầm được không. Không có chết. Vô rồi. Chạy vô đi. Vậy là trong cái gọng lưới anh em mình gọng hai con cá cóc với lại hai con tôm nữa nha. Bên đây đi. Được rồi. Đây nè. Ok. Đây rồi. Rồi anh hai cột cái này đi. Nhìn hai cột. Còn phần cá phía ngoài mình được đếm mà chơi. Một con, hai con, ba con, bốn, năm, sáu con cá học trò. Ba con bự, ba con nhỏ, một con cá sủ, với bốn con gà. Tính gà để em tính số con nha. Đây là sáu rồi nè. Mười, mười một. Mười một với bốn là mười, tổng cộng 15 con. Dính có trước có sau là tôm luôn là 15 con. Nay thu nhập ít cả nhà ơi. Nay tầm mà bán này hết chừng khoảng 200.000 gì. Khoảng 200 hơn. Vậy rồi. Đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi cả nhà ơi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.